Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là một buổi sáng em tiếp tục đi lấy hàng, đi hàng lấy hàng lưới nhá và loa âm ly để phục vụ cho các bác mùa bẫy chim đêm năm 2020. Thì đây này những cái bó lưới các bạn này. Thì lưới thì em cũng giới thiệu là nhà em có bốn loại nhá. Đấy, mắt 4,8 phân này, mắt 6 phân, mắt 7 phân, mắt 8 phân. Đấy, phù hợp với tùy từng con để các bác đi đánh. Chẳng hạn như là đánh dẹ giun thì các bác có thể đánh sợi 8 phân nhưng mà sợi 15 nhé. Đây một bó là 8 phân. Tất cả những cái sợi lưới này là nhà em đều đánh dấu ở một cái bìa cát tông như này. Đấy, đảm bảo cho các bác là đi gửi đi cho các bác là không bao giờ nhầm được nhé. Bác nào mà thợ chuyên rồi ấy, mà biết đánh cách đánh rồi thì các bác chỉ cần gọi đến báo cho là để cho bác là cái bó lưới là bao nhiêu phân thì nhà em gửi cho các bác thôi. Nhà em thì có hai quận nhá, một quận là 50m và một quận là 100m, không có quận lẻ đâu, chỉ có hai loại là một loại 50m và một loại là 100m thôi. Đây là một cái quận là em đã ghi ở đây 8 phân sợi 20 đây các bác, 4 túi 3 cọc, và đây là cái quận 50m nhá, từ cái 6 phân đây sẽ có một bó em vừa bỏ ra cũng chưa phân loại, tí nữa em sẽ phân loại gọn. Đây một cái quận 8 phân này. Những cái quận này thì lưới này thì để chuyên đánh dĩa giun nhá. Cái quận này là để chuyên đánh dĩa giun. 50m này các bác này. Có cả một loại 100m nhá. Đây là 8 phân nhưng mà chỉ có sợi 15 thôi. Sợi 15 này thì phù hợp cho các bác là có thể đánh dĩa giun mắt đỏ mắt xéo. Đây 50m. Cái mùa này thì cũng là cuối chuẩn bị cuối vụ đánh dĩa giun rồi. Chuẩn bị các bác đánh lên mắt đỏ mắt xéo. Các bác mà đánh chẳng hạn như đánh gà đồng thì các bác lên đánh cái quận 8 phân nhưng sợi 20 này. Đây 8 phân sợi 20. Anh em đều ghi ra rồi nhá. Còn anh em có cả quận 7 phân nữa. Có cả 6 phân, 7 phân. Đây là quận 6 phân này. 6 phân thì các bác cũng có thể là đánh được mắt đỏ mắt xéo. Đây 6 phân sợi 17 nhá. Gồm đây quận 50m gồm 4 túi và 3 cọc. Đây tất cả hàng lưới đây. Thì nhà em đây nhập cái số lượng rất là lớn như này thì đảm bảo cho các bác là giá cả lúc nào cũng được ưu đãi cho các bác nhé. Còn đây là những cái âm ly cũ rồi. Cái âm ly này nhà em bỏ ra đây. Còn đây là một cái thùng. Đây em buổi sáng này cũng đi lấy những cái thùng loa. Loa này thì hàng Việt Nam. Hàng 15W nhé. Đây nó có một cái dây nguồn này để các bác chỉ việc đấu. Nói chung những cái hàng loa, hàng âm ly này thì các bác mua về thì các bác chỉ cần sắm cho mình thêm một cái bình ắc quy là các bác đấu vào là các bác sử dụng luôn. Và em cũng giới thiệu là nếu mà các bác mà cần những cái tiếng ấy, đấy, nhà em thì khuyến mại các bác tiếng nhé, tặng các bác tiếng. Có thể là các bác không cần mua đồ nhưng các bác có thể kết bạn Zalo thì bên em sẽ tặng tiếng cho các bác. Cái tiếng dã du thì mấy buổi em đi đánh em cũng chia sẻ đấy, rất là ăn chim. Đây là cái hàng 15W hàng Việt Nam nhé, đấy, cũng lấy về nhưng mà cũng đóng đi khoảng mấy cái rồi. Sáng nay, sáng sớm nay, sáng hết cái này em phải đi lấy luôn và đóng gửi luôn cho các bác. Giờ khi các bác đặt hàng ấy thì nhà em sẽ lên đơn đấy. Ngay lập tức là sẽ lên đơn và gửi luôn đi cho các bác nhá. Gần thì khoảng 1-2 hôm là các bác nhận được hàng thôi. Còn là xa thì khoảng 3-4 hôm. Thì khi nhận hàng thì các bác bỏ ra các bác đấu, test thử ok, đấy, âm thanh ok. Và những hàng âm ly và hàng loa này nhá, nhà em bảo hành cho các bác là 15 ngày. Đấy, cái tình trạng mà nó lỗi ấy, thì các bác có thể là quyền, nói chung là cái tình trạng lỗi là rất là ít nhưng mà có quyền có thể là đổi lại trong vòng 15 ngày nhé. Đây là cái hàng Việt Nam 15W, là 10W, đây là hàng 10W. Còn đây là những cái hộp côn tép nhé. Đây tất cả những hộp côn tép này. Đây là một đôi bao kèm ra này, bao kèm, tất cả là kèm nhé. Nhà em thì có cả loa, thì có cả hàng Indo nữa. Đấy, âm ly thì có rất là nhiều loại, ở những cái video trước thì em cũng giới thiệu chi tiết cho các bác từng loại rồi. Còn đây là những cái hộp côn tép này, cũng vừa một hộp mới bỏ ra đã đóng được đi một cái các bác. Đây em sẽ bỏ một cái. Đấy, côn này thì côn tép này thì chỉ cần nắp vào cái kèn mình sử dụng luôn. Cái này thì 5W các bác nhá. Nhiều bác hỏi đến là công suất của nó bao nhiêu thì em cũng báo luôn. Cái này là 5W. Sử dụng thì rất là đơn giản. Những cái đồ này thì các bác về chỉ đấu một hai cái rắc là các bác sử dụng luôn. Mà phải chuẩn bị cho mình là một cái ắc quy nữa nhá. Nhà em thì không bán ắc quy đâu. Chỉ bán những cái loa âm ly, lưới.
rồi chiếc kèn phục vụ cho các bác là đánh chim đêm. Đây tất cả những bó lưới đây. Lưới thì nhà em bây giờ có cả những cái lưới hàng màu trắng như này nhá, loại sưng pha. Đảm bảo cho các bác là những cái hàng này là không bao giờ bị cháy mắt này. Đây những cái hàng lưới còn rất là nhiều. Đây bao kèn này. Lấy về số lượng rất là lớn. Còn hàng Indo, loại Indo thì em để một ở cái kho khác nhá. Đây là em chỉ giới thiệu là hôm nay em sáng nay là những cái hàng này hết ý, thì em đi lấy về phục vụ cho các bác thôi. Các bác mà muốn có nhu cầu về sử dụng những cái hàng đánh chim đêm như này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để ở góc màn hình video nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.